chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Anphat. Dell vẫn luôn là một hãng khi nhắc tới chúng ta sẽ nghĩ ngay đến sự bảo mật, sang trọng, bền bỉ và hướng tới mọi đối tượng người dùng. Nếu bạn đang tìm một mẫu laptop 2 trong 1 thì Dell Inspiron T7420 sẽ là một lựa chọn cực kỳ phù hợp. Hãy cùng mình khám phá chiếc laptop này nhé. Đây là một mẫu laptop có thiết kế khá bắt mắt. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, mình đã bị thu hút bởi lớp màu bạc sang trọng. Toàn bộ vỏ máy được làm bằng chất liệu kim loại cao cấp khiến tổng thể chiếc máy vô cùng chắc chắn, không có một chút cảm giác flex nào cả. Với cân nặng 1,75kg, độ dày 18,5mm thì bạn hoàn toàn có thể mang theo bên mình để làm việc hay học tập ở bất cứ đâu. Dell Inspiron T7420 sở hữu bản lề kép có thể gập mở 360 độ, nên bạn có thể biến chiếc laptop này thành một chiếc máy tính bảng cực kỳ phù hợp với các nhu cầu công việc, đặt sự tiện lợi lên hàng đầu của một doanh nhân. Vì có thể biến thành một chiếc máy tính bảng, nên màn hình của laptop này là màn hình cảm ứng cho chất lượng hiển thị tuyệt vời. Độ phân giải Full HD 1920x1200, kích thước 14 inch đem lại đến khung hình rõ nét, sống động. Cạnh viền siêu mỏng nhưng vẫn được đeo trang bị webcam 1080p, kết hợp cùng camera Full HD giúp bạn thoải mái học tập và làm việc trực tuyến. Khung bàn phím cứng cáp cho bàn phím chất lượng tốt, nên bàn phím có đèn LED để bạn có thể làm việc ngay cả trong môi trường thiếu sáng. Phím bấm vuông vắn, khoảng cách phím hợp lý, tạo cảm giác gõ rất là thoải mái, dễ dàng. Phần touchpad rộng rãi với khả năng hỗ trợ đa điểm giúp các thao tác cuộn trang, thu phóng được thực hiện một cách chính xác. Bên cạnh đó, bạn có thể đăng nhập một trạm nhờ bảo mật vân tay giúp truy cập vào máy nhanh chóng mà không cần phải nhớ mật khẩu. Dell Inspiron T7420 được trang bị bộ vi xử lý Intel Core i5-1235U thế hệ thứ 10, xúc nhịp tối đa lên tới 4.4GHz giúp bạn xử lý các tác vụ văn phòng cơ bản hay lướt web, xem phim khá mượt mà. Ngoài ra, bạn sẽ có 8GB DDR4, ổ cứng 512 SSD và tích hợp đồ họa Intel Iris Xe Graphics, mang đến khả năng đa nhiệm cũng như chỉnh sửa hay làm các video đơn giản trên các phần mềm AI, Photoshop. Về cổng kết nối, chiếc laptop này bao gồm hai cổng kết nối USB Type-C, một USB Type-A và một cổng HDMI, một dấp cắm tai nghe giúp người dùng có thể thuận tiện cho việc truy xuất hay là kết nối với các thiết bị ngoại vi. Đi kèm cùng laptop là một chiếc bút cảm ứng giúp bạn thuận tiện hơn để xử lý công việc. Dung lượng pin 4 cell 54Wh mang lại trải nghiệm dùng khá dài, vừa đủ cho một ngày làm việc, phù hợp với dân văn phòng. Với bề ngoài rất là bắt mắt, cùng những hiệu năng ổn định, Dell Inspiron T7420 sẽ là một lựa chọn vô cùng hợp lý với những ai yêu thích sự nhỏ gọn, thuận tiện nhưng không kém phần sang trọng tinh tế. Và cuối cùng, link sản phẩm mình sẽ để ở phía dưới, các bạn có thể ấn vào và xem chi tiết hơn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.